Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái lỗi Input Signal Out of Range trong Windows 10 nha các bạn. Báo lỗi không nhận tín hiệu màn hình. Đó, bạn bấm phím Numlock nha để kiểm tra tình trạng máy nha. Phím Numlock sáng và tối liên tục đó là máy đang hoạt động bình thường nha các bạn. Giờ mình sẽ rút cái dây nguồn ra. Lần thứ nhất, rút sợi dây nguồn ra, tắt ngang máy nha các bạn, tắt đột ngột. Sau khi rút dây nguồn ra, bây giờ mình sẽ cắm cái sợi dây nguồn vào nha, nguồn ở PC á, cắm vào, mở nút power lên, bật power lên nha các bạn. Khi bật power lên thì nó sẽ chạy vào đó, các bạn thấy nó xoay, nó chuẩn bị vào màn hình welcome á. Bạn rút dây nguồn ra nha, rút dây nguồn ra. Lần thứ hai mình rút dây nguồn ra, rút đột ngột nha các bạn, cắm dây nguồn trở lại và bật nút power lên lần thứ hai. Nó tiếp tục nó khởi động, chuẩn bị vào Windows á, nó xoay á, gần vào welcome á. Bạn rút dây nguồn ra tiếp nha, rút đột ngột ra lần thứ ba đó, và cắm trở lại. Bạn làm 3 lần liên tục như vậy nha. Mở nút power lên, làm 3 lần liên tục thì nó sẽ xuất hiện cái màn hình Automatic Repair nha các bạn. Đó, mục đích mình là ra cái màn hình này nha các bạn, trình sửa chữa của Microsoft á. Rồi tiếp theo các bạn chọn Advanced Option, chọn Advanced Option nha các bạn, click vào. Chọn tiếp theo là các bạn chọn Triple Shot dòng thứ hai á, click vào. Tiếp tục chọn Advanced Option nha các bạn, dòng thứ hai đó. Rồi chọn Startup Setting. Đó, nó hiện lên những cái chức năng này khi các bạn bấm Restart nè. Bạn chọn bấm nút Restart, nó sẽ hiện lên những cái chức năng này để cho mình lựa chọn để mình boot ra nha các bạn. Bạn bấm Restart nha. Đó, bấm Restart nó khởi động lại cái PC. Đó, bắt đầu nó vào cái Startup Setting. Trong cái Startup Setting này nó có 9 cái chức năng nè. Bạn chọn cái chức năng thứ 3 nha, Enable Low Resolution Video. Chọn thứ 3 nha các bạn, bấm phím 3, tương ứng với cái phím số 3 trên bàn phím á. Khi các bạn chọn phím số 3 nó load vào trong Windows. Đó, bây giờ nó vào được trong Windows nha các bạn. Chế độ Enable Resolution đó, chế độ thấp nhất của độ phân giải đó. Giờ nó ra độ phân giải thấp nhất rồi, đã vào trong Windows bình thường nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái độ phân giải cho nó phù hợp nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.